Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách chia đôi màn hình trên điện thoại iPhone để có thể vừa xem YouTube, vừa lướt Facebook, vừa nghe nhạc, vừa lướt web, rất là thú vị và tiện ích. Để chia đôi màn hình trên điện thoại iPhone thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào App Store này. Mình sẽ gõ cái từ khóa Split Screen, sau đó bấm tìm. Tiếp theo mình sẽ cài đặt ứng dụng này. Đây là biểu tượng ứng dụng này. Và mình chờ trong giây lát. Ứng dụng rất là nhẹ. Sau khi cài đặt xong, bấm mở. Bấm từ chối. Ứng dụng có hướng dẫn nè, nhấn và giữ, bắt đầu di chuyển để chia màn hình. Đây là giao diện chính của ứng dụng. Khi vào ứng dụng thì màn hình điện thoại của mình sẽ được chia đôi như thế này. Bây giờ các bạn tự chọn hai ứng dụng mình muốn sử dụng cùng một lúc. Ví dụ mình sẽ chọn vừa xem YouTube vừa lướt Facebook như thế này. Chọn Facebook nè. Vì cái này mình sử dụng Facebook trên trình duyệt web không phải trên app, nên làm đầu tiên mình sẽ đăng nhập tài khoản Facebook mình vào. Sau khi nhập Facebook của mình, bấm đăng nhập. Tiếp theo mình sẽ vào YouTube. Vì lý do bản quyền nên mình sẽ chọn video này, các bạn thông cảm. Bây giờ mình có thể vừa xem YouTube vừa lướt Facebook như thế này. Các bạn nhấn giữ vào thanh này để mở rộng màn hình, nhưng ứng dụng YouTube vẫn chạy bình thường. Rất là thú vị, rất là tiện ích. Nếu các bạn không muốn chia đôi màn hình nữa, muốn sử dụng bình thường, chỉ cần bấm trái về màn hình chính như thế này là được. Khi cần muốn sử dụng chia đôi màn hình, chỉ cần tích chọn vào App Store này, mà ứng dụng này là được. Cách chia đôi màn hình iPhone để sử dụng hai ứng dụng đồng thời cùng một lúc như thế này rất là thú vị. Các bạn có thể trải nghiệm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.